hi everybody i feel like i forgot how to do this hold on can you hear me okay um, let me know if you can hear me loud and clear loud and clear we're feeding the ducks that's the name of the song happy monday everybody Woo. I just got back from a trip. Great trip. If you're watching from the United States, let me see a one. If you're watching from Vietnam, let me see a two. Oh, I tricked you. Canada's three, Australia's four. Hello, Fat. Hello, chị Minh Châu. Oh, we got Shannon in the house. Hi, Shannon. And Bella. Bella. What a popular name. I know so many people whose children are named Bella. Okay, enjoy. Bye bye music. Bye bye music. Okay. Quý vị biết không? Um, phải nói là hôm nay Lina rất là hư. Tại sao là hư? không có soạn bài, không có gì hết trơn á. I was so uh, busy. Thì um, Lina với ông xã đi trip bên uh, bên uh, Florida, okay. So có đi um, thăm vài người bạn rồi sau đó đi trip đi uh, relax một chút. If you didn't see it, I'll, I'll share you some some of our pictures in a little bit. Rồi khi mà về lại đây đó là homecoming. The And he's on the football team, and he didn't even tell me he was voted homecoming king. And his girlfriend's homecoming queen is so cute. And um anyway, and all of, and my like I just got home and then there's a weekend, and now it's Monday already. Monday already. So this week Oh my gosh, so many meetings. So that's what happens when you take some time off. Okay, I see uh lots of ones. Lots of ones. We've got Jim, Rodder, Shona, Kathy, Minjo. Okay, so we got a lot of ones and we got a couple of twos. We got a couple of twos. Okay, very good. Um, okay okay. so feel free if you have questions to post your questions. In the meantime um I want you to know uh, the kind of the stuff that that we've been doing. Thì tuần vừa rồi, đi, Florida. Is anyone here from Florida? Anyone from Florida? Okay? Florida là Lina đi rất là nhiều tiểu bang nha. Florida đã đã là đã từng đi rồi nhưng mà thực sự không có thân không có quen với ai hết nên không có đi nhiều. Nên if you ask me where Orlando is, where Tampa, where Miami is, I don't know. I've actually never really looked on a map. To me, Florida is like another country. <laughs> Nó la đến cỡ đó đó. To me, it's like another country. So, um, We planned a trip down there, and because we were already going to go to Florida, I have some clients I've actually never met. So I said, let's go visit them uh, in Orlando. Thì, uh, we met them, and it was so fun really, really fun. And you know what else I love? You know what else I love? Khi mà mình gặp gặp người Việt á, mà họ thành công và mình nghe cái câu chuyện của họ nha, hồi trước là uh, là hai vợ chồng này hồi trước là quen nhau từ lúc nào khi đó là thật sự là giống như là không có tiền á, là phải là save và oh my gosh all these great stories rồi bây giờ thấy họ rất là thành công mình I just I love that I love that Um, and, mình thấy sao nha? Uh, there's an age group. It's not very young, nhưng mà it's not very old either. Nhưng mà có một một section người Việt mình uh, ha là họ rất là they like they they're proud to be Vietnamese, and they want to lift each other up. Là mình thấy you know you're very proud of it and I love that and I want to be around people like that. So it was very fun to see uh, Kate and Dustin down in Orlando, Florida. And uh, I always get jealous này, uh, uh, let me see if I can let me see if I can show you their their pictures, okay? Um, they're, so they're younger than me, and they have ba đứa con. Nhưng mà they're so lucky là có bà ngoại ở trong nhà. Nên mấy đứa nó nhỏ nhưng mà nó hiểu được, nói được tiếng Việt. Oh, so I love it. It's wonderful. Okay, so I'm going to show you some pictures. I don't know. Um, let me see if I can show you some pictures. I don't think they'll mind. It's already public on Facebook, so I'm going to show you uh, our new friends. Okay, Kate and Dustin from Orlando, Florida. And you know what they kept saying to me? They said, "Là khi Kate mời tới nhà nói, nếu mà, nếu mà xuống Florida thì tới ở nhà em. Sự là. She, 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 she couldn't believe that I actually said yes. So she kept on saying, oh, I'm so surprised. Um, but it was uh, very nice and fun. Very nice and fun. Um, okay. Joseph, Joseph is in such a bad mood. Oh, Joseph, poor Joseph. Look, everybody. Joseph thinks I'm phony and a narcissist. Poor Joseph. Does everyone feel as sorry for Joseph as I do? Um, Joseph, I think you need a hug. Everyone, give Joseph a hug. This guy right here. Well, no, 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 not, not him. This guy right here. Joseph Thompson. Joseph needs a hug, everybody. Come on, everybody. Let's give Joseph a big virtual hug. Because people who are like this, like complete strangers, who say this to other people that they don't really even know, something's wrong. Hug. Oh, look at that! You see, my people, my people are going to give you a hug, Joseph. My people are not. Are not going to do what you do. They're going to give you a hug. Uh, okay. So sending, maybe even sending thoughts and prayers to Joseph. Okay. Have a good night, Joseph. So here, here it is. So. Um, i'm going to share my screen let's see if i remember how to do this here um, kate and dustin okay so each other like on uh, zoom okay do you see this now they were so wonderful they welcomed us into their home like their kids were calling us auntie and uncle it was amazing and grandma kate's mom was just the sweetest woman um, and we stayed at their house and then we met their friends and we went out and so here 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 they are uh, where's Kate Kate's the one way to the right right here and we met their friends we had like a four hour dinner so you know it's good when it's a four-hour dinner okay and we talked about uh, all these secrets came out but I love learning about their history. Because this lovely lady in pink right here and her husband, who are now very successful, live in this beautiful home, beautiful home. And um, they told us a story why like, they don't order meatballs when they go out anymore. You know, we were at an Italian place, they don't want to wear, order meatballs. That's how. Luxura, a hai not have money and then they'd help and all they could afford was a big bag of frozen meatballs and they ate meatballs for months but that's all they could afford and they lived off of that so now they're so sick of meatballs they don't care how good it is how fancy the restaurant is they're not going to order any more meatballs okay i love stories like that struggle and how do the vietnamese say it you know like self-made like you're, if you're a millionaire you're a self-made millionaire like no one gave it to you okay you, you didn't get your dad's business no one you didn't inherit money you were poor you had nothing you worked you struggled and you became very successful. Almost all of them are like that. Okay, so most of us came to this country as refugees. We had nothing. We had nothing. And to see these people do well um, and to share these stories, it was just awesome. Okay, so that is um, those, and I call them the uh, the housewives of Orlando. And so here's the husbands. <laughs> uh, the lady in hot pink, her husband was out hunting, not around. Um, the lady in blue is uh, single. I don't know if she's looking, but she's single, very pretty, and single. Okay, and successful. Uh, the man on the right, the white guy on the right, he's taken, not single. Okay. Uh, Kate's husband is Dustin. is a doctor all the way to the left. Okay, and then guess who the pink guy is with? Guess who the pink guy is with? Coincidentally, he wore a pink shirt, and the wifey wore a pink dress. They were so funny, but they're the meatball couple. They had the meatball story, and now he lives in this. Um, gigantic home in florida and doing so well and uh, so we really enjoyed meeting them and hearing about their stories here are my favorite pictures okay and then um, we, we stayed at kate's home and they built like a separate like a, a like a guest house they call it their cabana and that's the view from it i love these trees Okay, I'm from California and I love these trees. That's all. Well, normally we're drawn to things that we don't have, right? We like things that we don't have a lot of. So nó nó hơi nó uh, nó là lạ, lạ. Mình thấy nó lạ mình thích. And Danny tells me là mấy cái cây này bên Louisiana là có nhiều lắm nè. Nó có những cái rêu này rong rêu thấy they laughed they dab what so this was in the morning and this was at night beautiful beautiful better than staying at a hotel for sure way better so we really enjoyed that and then after that we went um oh maybe i didn't pose okay we went to uh, naples florida oh that's us traveling when you invite i must have posted pictures later I <risque> went travel Because from Orange County, I couldn't fly straight. to fly through Dallas. A long day of traveling. And then um so then we got some rest and relaxation at the Ritz-Carlton in Naples. Looking out at the ocean. Oh my gosh, the water there is like glass. Hardly any waves look at this the, the, the water when you wake up look at it before you go to sleep. This is our rest and relaxation. but guess what? I never just rest it just can't So I took some meetings and I worked a little bit too. but it was so nice just to get away and relax a little. Thì cái hotel này đó, the Ritz Carlton uh, Năm vừa rồi hay là năm kia, Bị cái hurricane ở dưới Florida Lots of damage Rồi họ mới là renovate Họ xây lại, nha? họ sửa lại Bây giờ rất là đẹp Nhưng mà honestly Cái đồ ăn ở chỗ đó không có được ngon huh? The food wasn't that great That's why my, my husband said No house hunting when I like an area, I normally like to like buy a house and live there. It was so beautiful. Nhưng mà ông xã, ông uh, remind là như vậy nè. Mình đi tháng mười, nên đẹp. it's only like that for a few weeks. The rest of the year, you never know, nhất là mùa hè. Quá trời nóng luôn. So that's okay. Kate and Dustin, I just come and I'll visit you guys. because I don't think we're going to move to Florida anytime soon. But, um, but it was very very fun. Um, người này nói là uh, nói tiếng Việt đi Lina ơi ở Việt Nam Sam có biết gì bạn nói đâu? Ok. Thì bây giờ cái tính Lina là vậy ha, là vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Bây giờ nói nói mà bắt nói tiếng Việt không á, bảo đảm làm không nổi luôn nói tiếng Anh không thì dễ nhưng mà bây giờ for some reason oh, for some reason nếu mà mình nói theo like, tự nhiên đó tự nhiên conversation là vừa vừa tiếng tiếng Anh vừa tiếng Việt that's the way it goes okay yes Florida gets very very hot okay so let me tell you something about Florida and and Just, I love to travel, to talk to people, to learn about the lifestyle that they have and the areas they live in. Thì hồi xưa, cách đây chắc cũng là mười mấy năm, hai chục, hơn, no, hơn hai chục năm, Lina có đi Florida. Ok. Nếu mà so sánh giữa uh, tiểu bang Cali, so sánh với bất cứ tiểu bang khác, ngoài ra New York thôi nha, nhà cửa ở đây cái gì cũng rất rất là um, mát, okay nhiều lúc ở đây họ mua một cái nhà họ mua một triệu đồng rồi họ phá đi để họ họ build cái nhà because that is just how it is here thì hồi xưa uh, khi mà mình đi những chỗ như là Texas, Texas, Florida, Florida uh, những tiểu bang như vậy đó The homes are so much cheaper, okay? They just are. Nhưng mà, now everything is beginning to go up, right? Everything is beginning to go up. Bây giờ những um, những cái khu mà trong Florida mọi hồi, hồi trước không có ai xây nhà đó, bây giờ bắt đầu xây, bắt đầu xây và it's going up. Texas, same thing. Okay, what did I hear today? The cost of everything has gone up over 15% since I think 2021. Ba năm thôi đó. Giá cả, everything go up. Nhưng mà cái tiền lương của mình nó, nó cũng go up, nhưng mà nó không có go up enough. Quý vị có thấy như vậy không? Hmm? Like if you got a raise at work, You didn't get that big of a raise. Nhưng mà when you go out everything is much more expensive. Bây giờ Lina không biết là một một tô phở. How much is một tô phở where you live? I want to see. Bây giờ quý vị cho Lina biết là quý vị ở tiểu bang nào hoặc là thành phố nào và một tô phở bây giờ mình đi ra ngoài mình ăn một tô phở bao nhiêu. Okay? Because here it's expensive. Nhưng mà Lina cũng chưa có biết rõ là ở đây nó mắc hơn hay là rẻ hơn những những tiểu bang khác. Thì vì đây thì nó rất là nhiều tiệm phở. Nên maybe họ phải keep cái price down a little bit. I don't know. So I would love to know quý vị ở thành phố tiểu bang nào và một tô phở ở đó bây giờ bao nhiêu. So here uh, Jen, Jen nói sao? Jen nói là uh, 1 to 2% raise from the job, everything else is 15 20. Yeah, I know. It's awful. It's awful. So we'll talk more about what we can do about that. Ở Indiana, một tô phở, 20 đồng. Okay, that's much Tô phở ở Minnesota, 24 đồng luôn hả? Nhưng mà nó ngon không? Uh, như vậy thì, nè, uh, phát ở um, Orange County, 13 đồng. Wow. Texas là 15 đến 18 đồng. Mm. Ừ. I guess nó tùy cái chỗ mình đi phải không? Tùy ha. Tiểu bang gì? Tiểu bang Sài Gòn hả? Ủa? Ở ở Sài Gòn uh, 25.000 đến 100.000 là bao nhiêu? Bây giờ tiền đô nhiêu? <laughs> How much? How much is one dollar worth in Vietnamese dong right now? Hmm? Uh, ngon đối với giá tiền. Mm, um, I don't know. Orlando 15 đồng. Ok. Wow, như vậy Minnesota tại sao mà mắc dễ sợ vậy, ha? Huh? Hmm. Uh, tùy chỗ đi, ha. Huh? Florida, Orlando, 14 đồng 95 cent phở đặc biệt. Rồi. So, quý vị có nhớ Do you remember? Hình như hồi xưa một tô phở. Sáu đồng mấy? Quý vị còn nhớ không? Nói nghe thèm chảy nước miếng luôn á. Sáu đồng một tô phở. Not anymore. Not anymore. Mm -mm -mm. Sài Gòn lầm một tô phở lầm từ một đồng đến bốn đồng. Wow, tiền đô bây giờ lên dữ vậy đó hả? 24 ngàn. Wow, okay. I love it. You guys know so much. Arizona một tô phở hai chục đồng. Nhưng mà có, có ngon không? Because this is what I think. Nhiều lúc, nếu mình là người Việt, nếu mình là người Việt, bây giờ mình đi chơi nước khác, mình đi ăn đồ ăn của họ. Nhưng mà vài ngày sau là thèm đồ ăn Việt Nam rồi, phải không? Trời ơi, thèm thèm chết luôn á. Khi đó mình có một cái gói gói phở mà phở ăn liền á, dở giả sợ, biết ở đây dở ha. Trời ơi, khi đó mình đi mình đi chơi ở Âu Châu. Âu Âu Châu. Âu Châu is Europe, right? Yeah, Á Châu. Is... Okay. Không kiếm một tô phở ra được mà ăn được một tô phở ăn liền thấy ngon hay là ngon. <laughs> See? Guess what? Guess what? My husband's the same way. Hình như bị lây hay sao không biết nữa. Mấy đứa con cũng vậy luôn. Mấy đứa con mà nó đi vài ngày không có ăn cơm hoặc là không không ăn bún hay phở là nó nhở nhở rồi đó. Khi đó là thèm rồi đó. Uh, không ngon chị à. Ở Arizona không ngon. That's why hồi trước giờ Lina đi uh, đi chơi đó, mặc dù là uh, mình đi làm việc. Ok. Mình đi chơi hoặc là đi làm việc. Mình tới thành phố khác, tiểu bang khác. What do you want to do? I want to find phở. Mặc dù mình biết không có cách nào mà cái quán phở ở tiểu bang đó ngon được. Là impossible. Nhưng mà cái tật là cứ muốn đi ăn phở. So I tried out anyway. Yep, yep, yep. Um, wow, one US dollars is over 24,000 dong You know what this means, Jen? This means we have to go to Vietnam to have some pho. Nhưng hồi xưa, hồi xưa, hồi xưa Lina về Việt Nam ha mấy cái năm đầu tiên đó tại vì mình rất là thích ăn phở ăn bún, everything everything đồ Việt Nam là thích à So I couldn't wait to try it in Vietnam Đây là 1990s Nhưng mà không ngon and i told my friends that when i came back no one believed me thịt sao phở là món ăn việt nam tại sao ở việt nam ăn không ngon and khi đó mình không biết thực sự nó sao nhưng mà đây là cái, cái, cái this is what i thought đây là hồi xưa nhá i said let it be phở là phở bò okay and look at the cows man look at the vietnamese cow and look at the american cow they look different right That's why và cái chất lượng. Is that the right way to say it? Cái quality của cái ingredients ấy, hồi xưa đâu đâu có bên Việt Nam là sao mà ngon được? Nếu mà mình đã từng ăn thịt bò ở Mỹ, right? So mình mình thấy được như vậy, mình thấy trời, oh my god, I, 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 hmm, but now I know things are getting better. Ờ, ở Canada nè, ở Canada, Toronto 21, à 20, một tô phở ừ. Hình như ở Toronto là đồ ăn um, Chinese is better than Vietnamese food, right? Ừ. À, còn cái anh này nói là món phở dở hả? Tệ, có gì ngon ta? Ừ. I don't know, Lina thấy ngon đi mm, là thấy ngon. Yeah Sometimes uh, mình đi uh, những nước khác, and then mình đi kiếm nó mình gần 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 tới cái tiệm Việt Nam mình nghe cái mùi thôi. Even if cái mùi nó không có 100% authentic, mình nghe cái mùi thôi, mm, mình thấy ngon rồi. Right? So um, I like pho. Phở is not my favorite. Phở ở Northern Virginia khoảng 18 đồng tô. Mà ngon. Vì mm. Lina đi um, khắp nơi. Thấy phở ở Úc là ngon nhất. Rồi nếu mà nói về đồ ăn Việt Nam mà authentic á, bây giờ thì họ mở rất là nhiều cái Asian fusion. Right? Là nó nó lie. Nó lie Việt Nam chứ thật sự nó không phải đồ ăn Việt Nam. Thì um, hồi xưa Lina đi Houston thấy quá trời ngon, rất là ngon luôn. Sometimes ngon hơn quận cam ở đây nào yeah. So you, you know what? Jen, now we have to go to Houston to get some Vietnamese food. That's what we have to do. Ở Seattle, 13 đồng rưỡi to. Mm -hmm. À, người này nói là uh, mỗi người có khẩu vị riêng biệt. Mm. That's true, that's true. Chứ nếu mà trên đời này ai cũng như ai thì quá trời boring, right? Quá trời boring. Nhưng mà um, quý vị uh, tiếng Anh có câu là live to eat hoặc là eat to live, live to eat hoặc là eat To live. Which one are you? Are you a live to eat or eat to live? I live to eat. la Oh. And I love to try different things. And then you know, sometimes whatever I want to go eat. I'd give me some food. Give me the best food. Give me local food. Mm. Còn some people they don't care. Nên họ là eat to live, là ăn để sống thôi. chứ mình không phải sống để ăn. <laughs> Dịch ra là như vậy. I live to eat. I live to eat. Love it. So here, uh, you eat to live. Yeah, that's funny. See, eat to live là vậy. eat to live là. Mình, mình ăn là tại vì bắt buộc ăn Mà không ăn là chết thôi Nên you just eat to live Mày ăn cái gì cũng được, sao cũng được Nhưng mà I'm a foodie too I'm a foodie too mm -hmm. yep. That's why um, My friends Khi mà họ muốn mua quà cho Lina đó They know I love to eat nên nếu mà cái gì mà liên quan đến going out to eat, trying something new, even new drinks, new coffee, whatever, I love it. I would rather that get, get that than jewelry. Đối với Lina, ha, jewelry nó không có. I like, I, I, I don't care. Um, tuần vừa rồi, phải tuần vừa rồi, không? Huh? Tuần vừa rồi là anniversary. Um, What is anniversary in Vietnamese? Anniversary, my wedding anniversary. Kêu sao? Do they just call it kỷ niệm ngày cưới Hay là có cái từ khác không? So last week was my uh, anniversary. Thì ông xã, he always tries to put a lot of thought into it. Okay, he la. He he. Try to đoán coi là um, cái đó Lý Na có thích hay không Rồi mỗi lần mà he đi shopping là he là He nhờ cả everyone in the store luôn á Right Nếu mà he mua cái gì đó Like he want to uh, Have that person put it on So he can look He's very cute Nhưng mà thật sự I don't want it He like, honey don't spend that money Um but anyway, so last week he got me a necklace, beautiful. Nhưng mà cái tính mình là như vậy nha, tính mình như vậy. I looked it up. Và khi mà Lena thấy nếu mà he spent hơi nhiều tiền hả, mình tiếc mình. Oh, honey, you shouldn't. Like, oh, it's great. Nhưng mà, like to me. Mấy cái, cái đó, I really don't, uh, that doesn't mean much to me. So, yeah, nếu mà mình phải chọn giữa cái mà cái um, jewelry, right, necklace or something like that, hoặc là đi chơi ở chỗ nào, đi chơi. Or một cái bếp, uh, bóp, bếp. một cái bóp, okay? một cái sách tay, whatever you call it now what else you call it? V, what? hay là đi ăn chỗ really nice, hoặc là mình đi mình bay tới chỗ nào mình đi, oh I would do that. Some people think this. họ muốn là được cái gì để họ cầm họ họ cầm được họ giữ được, okay, like this nè, đây like this is mine. Còn khi mà mình đi chơi hoặc là mình đi ăn rồi nó cũng xong nó cũng hết. Nhưng đối với Lina nó không vậy. Nó không vậy là tại vì khi mà mình được cái giống như là cái sách tay, cái bóp, cái ví gì đó hoặc là cái đồng hồ, hoặc là cái whatever. Thì that, it's, it's nice nhưng mà nó nó chỉ là cho mình thôi, that's there. Nhưng khi mình mình đi chơi, mình đi ăn, mình share cái, you know, a nice dinner somewhere hoặc là đã từng là you hop on a plane and you go to a nice city and you have dinner and you come back. I would rather do that. That to me is memories. Tị, huh? So you everyone's different. Mình biết rất nhiều cô, huh? nếu mà chọn giữa hai dễ nhiên là họ lấy cái 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 cái, cái sách tay rồi hoặc là dễ nhiên họ lấy cái đồng hồ rồi hoặc là dễ nhiên họ lấy cái này cái kia there's nothing wrong with it nhưng mà giống như cái anh duy hồi nãy không thích phở nhưng lina lại thích phở mọi người có sở thích khác nhau right mm. um một tô phở ngon ở Bình Phước bao nhiêu? Có ai biết không? <laughs> mm, okay, try bò kho. Oh, I do. Trust me, I eat everything. Uh, Kelly thì rất là thích ăn uh, bún bò Huế, ha. So let me tell you about what I think about bún bò Huế. Thường thường á mình đi ăn đâu thì cái cái specialty của cái 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 chỗ đó mình nên ăn cái đó. Phải không, mình đâu có đi ăn quán phở mà mình kêu cơm nó đâu có ngon. Mình đi ăn quán cơm tấm, mình kêu phở nó đâu có ngon. Thường thường là như vậy. Right? Nhưng mà tại vì mình đã từng ăn bún bò Huế rất là ngon. Nên bây giờ ra ăn ngoài tiệm không không cách nào chỗ nào mà ngon được hết trơn á. Cũng nhỏ như bánh bột lọc. Mã của Lina làm bánh bột lọc rất là ngon đặc biệt là nơi nước mắm nha. Bây giờ ai giới thiệu chỗ nào cũng it does not compare. Không cách nào luôn á, không có cách nào ngon bằng bằng bánh bột lọc mà má của Lina làm hết. Nhưng mà si làm rất là ngon luôn, là là nội tiếng luôn á. Nội tiếng uh, thành phố Đông Ha đó. <laughs> um, và sau này Lina mới là thử những món như là canh bún hả? So can mà can bún là sao? See, I like trying new things. One thing I don't like very much. Bánh can đối với Lina, I don't, I don't like it. And um, what else? Um, cái, cái bún gì nào? Bún. Oh my gosh. Cái gì cũng là hình như là món Huế nè. Ok mm. Okay, everyone name name những món Huế. Nó cũng bún ha nó bún gì nè no 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 Nó no. no, mì 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 quảng hả huh? mì quảng phải không I think it's mì quảng I don't like that either cơm hến I don't care for that I mean it's okay nhưng mà nó nó không có you know mì quảng very very good luôn yeah uh, Uh, anh Duy này nói là dân Huế, Quảng Trị nấu bún bò Huế với bột lọc ngon lắm. Còn ở Sài Gòn không ngon. Bún bò Huế Sài Gòn làm sao mà ngon được? Right? Uh, ba của Lina, ở uh, bún hến hả? Mm. Uh, nói hai uh, Sau khi hai người làm việc mệt mỏi cũng cùng ăn món gì cũng ngon Actually, that's true. Quý vị biết không? Lina rất là thích ăn ha. Nhưng mà cái cái mà quan trọng hơn á, trong cái buổi mình đang ngồi ăn, mình phải enjoy. Và trong cái enjoy đó là cái service có good hay không? Ok? Dĩ nhiên, quý vị biết rồi, nhiều tiệm Việt Nam cái service quá trời bad luôn. Very, very bad không có nhìn mặt mình luôn lấy order không có cười không có it's not friendly service nhưng mà cái đó là không phải là bắt lỗi đâu nha cái đó là cái chuyện thường cái Vietnamese restaurants are normally like that bởi vậy mỗi lần Lina rủ người bạn Mỹ đi ăn quán phở I tell them ahead of time khi mà họ biết như vậy á they laugh and they thấy là nothing wrong nhưng mà người Mỹ mà họ không biết họ vào một tiệm Việt Nam Oh my God, the service is awful. So when I explain, it's always like that. Nhưng mà the food is good. It is okay. Nhưng mà when I have a, a dinner with someone, I rather I want to enjoy the night. Bây giờ cho cái đồ ăn nó, it's okay thôi. Nhưng mà service is good. You're having a good time. Love it. I'll come back. Sometimes cái đồ ăn nó ngon thiệt ngon nhưng mà cái service bad. Bây giờ không có nói về 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 quán um, những quán Việt rồi. Đồ ăn ngon thiệt ngon nhưng mà phục vụ quá bad. I will never come back. Never. Và sau này Lina thấy nhất là sau khi Covid nhiều restaurant họ rất, họ they're struggling. Okay? I want to support them mình đi ăn là mình cũng là support cái business đó. Right? Khi mình tip, mình tip extra vì mình biết they work, they work very hard. Và nếu mà mọi người như vậy, mình có qua có vẻ, be wonderful. Phải không? Lina theo cung cách sống của Mỹ. Um, yeah, thì Lớn lên tại Mỹ mà Nhưng mà tùy thôi nha Cái gì mình thấy good Thì mình nên làm Cái gì mình thấy không good Thì mình học cái khác thôi Nha yeah. Người Việt không có biết cách phục vụ như, như ở Mỹ That's true That's true Nhưng sau này họ mới biết Giống như là ở Đà Nẵng nè ở Đà Nẵng hồi xưa đó mình đi mình vào hotel hotel rất là nice luôn nhưng mà phục vụ is, all, is awful sau này họ mới biết bởi vì hồi trước Lina muốn là mở một lớp để teach how good customer service những cái cái very small detail ok mình thấy người khách vào mình cười một cái thôi that's it that's all they want mấy cái nhỏ nhỏ như vậy á một là nó không có Nó đâu có hao phí gì đâu, mình cười gì đâu Nhưng mà nó make người khách hàng feel very good Right Bún mọc, ờ, đúng rồi cái đó đó What the heck is bún mọc anyway Cái tên nó còn dở luôn Nó có ngon không And what is bún thang What is that hmm? Bún chả Hà Nội cũng ngon hả huh? Thì cũng tùy vậy thôi. I don't like that very much. I'll tell you what I like. Oh, I'll tell you what I like. Bánh xèo nè. Oh my God. Hồi nãy ăn rồi, bây giờ no, đang no. Nhưng mà nghe bánh xèo thấy trời ơi. I love bánh xèo. Good bánh xèo. Good bánh xèo. Rau. Mm nếu có bánh tráng để gọi để 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 cuốn để ăn cho nó sạch tại what even better hmm. còn bánh bèo let me tell you about bánh bèo okay. bởi vậy Lina khó tính về mấy cái này là tại vì sao quý vị biết không tại vì má <laughs> my mom makes the best bánh bèo luôn hồi đó nha Lina nhỏ nè thì má của Lina là khi đó ở Mỹ đâu có có những cái 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 quán Việt Nam mà bán đồ Huế đâu. Trời ơi quý vị không biết sau này mình sướng trước đó đâu có gì đâu. Thì suy chế những cái cái đồ để để đổ để làm bánh này kia. Oh my gosh. She made she made bánh bèo so so good. Mm. Sau này anh đi ăn ở ngoài tiệm không chỗ nào ngon hết. Không chỗ nào ngon luôn. Kể cả những cái cái quán mà nổi tiếng có tiếng này kia nên bây giờ nói nhiều người sometimes my mai bạn bè tay nói lina người huế này đi cho cho đi ăn uh, quán huế no 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 please don't please don't người huế đi ăn quán huế mới mới khó tỉnh á mm, okay so i love bến Xèo bún riêu cũng rất là thích luôn. Wow, mm -hmm. bánh xèo bún riêu nè. Còn những những cái kia là phải là nếu my mom make thì ok. Còn người người khác make thì I, I I don't like it very much. Còn nếu mà nói ở nhà thôi, oh my gosh, just give me some cơm với thịt kho. Mm. Cơm thịt kho có thêm món canh, done. I can do that every day really, I could I could do that every day. dạ mm -hmm. oh, yeah, đúng như vậy. Không phải là không có quán nào ngon, nhưng mà tại vì Lina được ăn món của má, thì đối với Lina không có quán nào ngon hết. Bởi vậy thà mình đi mình đi ăn những cái món mà mà má của Lina không có thường nấu ở nhà đó thì may. Ôi <laughs> oh, nhưng mà hồi trước má của Lina làm bún riêu cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà tại vì lâu quá rồi. Chắc cũng là mấy chục, hai chục năm rồi. She hasn't made it. Nên bây giờ nếu mà đi ra ngoài ăn, uh, ăn bún riêu. Excellent. Ok. Nói một chút, một chút thôi. Hồi nãy mình nói ha. Huh, giá cả everything go up. Từ 2021 đến bây giờ, giá cả everything 15% trở lên Cầu up 15% á Nhưng mà cái tiền lương của mình nó lên Mình đâu có lên nhiều như vậy đâu Nên your money is losing value Ok Quý vị cứ Mình phải nhớ như vậy Và you have to do something nhá Nhưng mà cái something đó là không phải complain Tại vì nếu mà complain nó cũng vậy thôi Bây giờ quý vị thấy cái gì cũng mát, đổ xăng cũng mát, đi ăn, mua đồ ăn cũng vậy. Everything cũng mắc. And all you do is complain, nothing's gonna happen. Nothing's gonna change. Nên, please, 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 mình phải tiết kiệm. You have to. Rồi mình phải dạy cho con cái mình để cho nó biết tiết kiệm. Và nếu mà quý vị biết tiết kiệm và bỏ cái tiền đó vào một cái kế hoạch mà mai sau này mình không có cần phải đóng thuế. Even better. Quý vị phải nhớ đến thuế. You have to do it, quý vị ơi. Um, kể cả là tuần vừa rồi. No, cách đây hai ngày thôi. Ok. Lina gặp khách hàng. Họ là accountant. Accountant. Not everyone can do it themselves. Okay, luôn cả CPA và accountant. And Lina cũng có khách hàng họ là financial advisor. Believe it or not. Nhưng mà some financial advisors, họ specialty của họ là cái này có thể là stocks không? Okay. Maybe they're only dealing with stocks, mutual funds, bonds. Hoặc là họ trong banking họ chỉ biết. that stuff they don't have access or the knowledge to set up a plan that will earn them tax free money if anyone out there right now thinks they have enough money talk to me Thật sự có có ai mà nghĩ là no I I have enough I don't need any more hmm? um I think in the next I think by five years quý vị sẽ thấy những cái thay đổi và nó sẽ happen rất là nhanh rồi quý vị sẽ think back, trời ơi, cách đây 5 năm mà mình không có làm như vậy. Bây giờ mình mình mà làm như vậy bây giờ mình đỡ rồi. You have to save. Mình phải tiết kiệm. Và quý vị, hãy bỏ vào một hợp đồng compound interest, tiền lời gap Không có sợ cái rủi ro của thị trường đó. Thị trường sụp mình không mất. Mai mốt mình lời mình không đóng thuế. That's the way to plan for your future. Nha yeah. Và bên cạnh đó mình có thêm những cái cái như là tiền bệnh, tiền tử. Okay, it's a no-brainer, no-brainer. Và mai sau này sẽ có nhiều tiểu bang nó sẽ bắt mình phải có long-term care coverage. đã bắt đầu rồi đó. Quý vị mà không có mua trước, không có lo trước, sau này it's going to be very expensive. Và sau này nó khó. Khi mà chính phủ nó bắt mình phải mua đó, không là phải đóng thuế. Khi đó mới là khó. Bây giờ cái tiểu bang của mình nó chưa có bắt buộc. Khi này mình take time. Mình tìm hiểu. Ok? Kiếm một người to help you do that. So, please, save, save, save. Rồi, sau khi mà quý vị save rồi đó, khi đó mình mới có extra money, mình mới đi chơi. Đi chơi rồi mình đi ăn. Right? Right. Because I know người Việt mình work so hard. nhất like, like my parents age. Kể cả những người tuổi luôn Okay. I'm going to be how old am I this year? Am I 54 yet or am I 55 this year? Hold on a second. Okay. Oh wait a second. 2023. Yeah. Okay. Okay, I'm still okay. I'm still 54 this year. Okay? mình đi làm mình mình save nhưng mà mình không có control được thị trường mình không có control được những cái luật taxes thuế má mình không có control được okay so you need to do something nhé không thôi rất là uổng mình đi wow mình đi làm quá trời luôn nhưng mà just saving not enough yeah Just saving is not enough. Please don't wait until it's too late. Còn nếu mà quý vị um, cần sự giúp đỡ mình ngồi xuống, mình nhìn lại cái 401k của mình. Cái tax bracket của mình. Mai mốt cái social security mình bao nhiêu? Cái IRA, những cái luật. Năm nào mình bắt buộc phải lấy ra. thuế má khi đó sao? Hey, let's look at it. Okay, hey, let's look at it and let's plan. Um, okay, yes, plan tax for the future. You have to. No one does. Mm, no one does. Anh biết như vậy không? Bao nhiêu người chỉ biết là đi làm lãnh lương bỏ tiền vào nhà băng, or worse, đi làm làm ra tiền, tiền để nhà rồi ơi. no can do you cannot do that anymore you have to make money make money okay work smarter not harder quý vị nghe câu đó chưa work smarter not harder okay có rất là nhiều cách mình đã làm rồi cái tiền đó mình lãnh về rồi now do something with it chứ mình mà bỏ nhà băng ha Để nhà đang, đang mất, đang mất tiền đó. Yes, bún tang is uh, is it tan hela tang? It is very bland and I can't eat it. I tried it once. I said, why do people like this? Talk about money, Lena. Okay, what do you want to hear about? What do you want to hear about? Hmm? So today I talked to a lovely lady. Hôm nay có gặp với chị này um, Trong giấy tờ thì lớn hơn Lina vài, uh, 6 tháng Nhưng mà qua Mỹ you know, Khai tuổi lại nên thật sự là lớn hơn Lina 2 tuổi nha uh, Có ông xã Ông xã cũng join meeting And he was at work or he was somewhere else And it's so dễ thương I, I, I love seeing that Nhiều lúc mình gặp Mình, you know một người thôi à, rồi người đó phải nói à để về nói lại. Nhưng khi Lina thấy cả vợ, cả chồng ngồi xuống, nhìn lại tài chánh. Plan, right? Có những câu hỏi gì hỏi đi. That's wonderful. If you love each other, you have to both be involved. Bao nhiêu người phụ nữ cứ kêu cái đó là ơ, à, những việc đó là ông chồng lo, Tại sao? Thì những việc đó là đàn ông lo. What are you talking about? Tài chánh đàn ông lo thôi hả? Như vậy tại sao mình đi làm làm gì? Everyone needs to know about it. Mình không biết là, là what's going to happen in the future. Okay? Nhiều người phụ nữ không bao giờ nhìn đến tiền bạc tài chánh chỉ biết là đi làm, đi làm về bỏ tiền nhà băng hoặc là đưa cho ông xã. That's it. Cuối đầu đi làm. That's all they know. Take control. Mình không muốn trong trong cái trường hợp mà chồng uh, mất hoặc là chồng bệnh không đi làm được. Tự nhiên mình là like, you don't know what to do. Nhà băng có mấy bank account không biết luôn. Password cho những cái account online không biết gì hết. Account bao nhiêu không biết luôn. Retirement thì sao không biết luôn. We have to take control, okay? Và thực sự nói cho mấy ông biết nha. You should want your wife to be involved, okay? It's a partnership. It's a partnership. Hai người đi làm, okay? Let's share. Bà vợ làm ra tiền thì cũng cho bà vợ là giúp để trả những cái chi phí monthly expenses right you should work together it's a partnership rồi mình phải là lo để mình protect chứ bây giờ, bây giờ quý vị ở nhà nha tự hỏi mình thôi nè nếu rủi ro ngày mai cái gì xảy ra đi mình đi bị tai nạn xe một trong hai người mất then what happens quý vị có biết là khi đó mình làm gì mình làm sao? quý vị biết rằng nhiều người không biết, đừng có nghĩ là cái 401k trong đó mấy trăm ngàn, no, chưa đến tuổi mình không có lấy ra được. khi lấy ra phải trả thuế nữa. nhiều người không biết cứ nghĩ là khi mà mình lấy tiền từ 401k nó sẽ trừ thuế trước trước khi nó đưa tiền cho mình, no. wrong mình lấy ra nó tính cái đó là income bắt đóng thuế nha cuối năm á khi đó nhiều người không có cái số tiền để đóng thuế phải lấy thêm lấy ra thêm nữa thành more income thuế lên nữa it's bad đàn ông là atm mm. no 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 mm, mm, mm. no but you have to protect each other okay ah uh, Kelly, Lina cho em hỏi Bảo hiểm nào tốt cho retirement Nếu mà nói về retirement Thì cái bảo hiểm nhân thọ đó Nó phải có cash value Mới kêu là retirement Còn không á Thì nó chỉ là bảo hiểm nhân thọ thôi Khi mà biết Tính đến retirement là Nó phải ăn tiền lời Phải set up đúng Để mai sau này mình sẽ có tiền mạng Rất là nhiều người mua Khi họ mua đó thì cái người agent bảo là à, Mai mốt, chị cần tiền, chị lấy, chị có tiền Nhưng không ai đặt câu hỏi là Ồ vậy họ bao nhiêu? Nên sau này nhiều người Họ tính lại, họ thấy là cái tiền họ đóng vào Nó cao hơn, nó nhiều hơn Cái tiền cash Nếu như vậy là lỗ rồi Phải không? Cái đó đâu phải là đầu tư rồi So it has to be cash accumulation you have to have cash value. Thì đi thêm một bước nữa, mình biết như vậy, mình 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 vào một cái hợp đồng nó kêu là index. Nó lên với thị trường, nhưng nếu thị trường sụp, mình không có, mình không đi lui được. Như lại nếu mà mình mua nên một người mà họ không có setup đúng cho mình, mình sẽ là mất tiền luôn. Tại sao? Mình đóng cái tiền đó vào, nhưng mà mình mua cái tiền tử nó không đúng á. Cái tiền mình vào đi hết, trả phí, trả tiền insurance. Còn cái tiền lời mình, mình earn nó không được nhiều nên the longer you put in it, the more it'll come out. That's why it's so 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 important. Um, oh boy! Look, you guys are just texting me. Texting me, texting me. So uh, there's my email nha, my email's on on the on the screen. dot com Please email me if you need my help. Uh, nếu mà quý vị có hợp đồng rồi đó, you can take a picture of the statement, you can email that to me and I will explain what the numbers mean. Để mình biết là cái hợp đồng này nó thật sự nó sẽ là có tiền retirement cho mình hay không. Phần đông là không ok nhiều nhiều người là bị là đang bị lỗ đó nên mình phải rescue cái đó mình mình phải cứu cái cái policy đó và có đường đi ok mình exchange nó được quý vị đừng có cancel nha mình exchange nó được tùy trường hợp some trường hợp thì mình nên cancel some trường hợp mình nên roll over ok nhưng mà you can replace it But don't wait too long the longer you wait, the more expensive it's going to be. Nên, nhất là bây giờ mình đang có việc làm, mình đang có khả năng. Quý vị phải tính lại cái tiền mình đang tiết kiệm cho cho um, hưu trí nha. Nếu mà quý vị cứ tống vào 401k, um, no one explained that to you yet. Mình hoãn thuế để mai mốt mình đóng thuế nhiều. Nó không có make sense. Nên mình phải coi lại, coi nó, nó có make sense hay không. Um, so please, please, please take care of it. Okay? I always think như vậy đó. Cộng đồng mình á, we are better if we are all successful. Nên, quý vị làm gì cũng vậy. Mình đừng có ganh, ở cái người đó họ giàu có hơn mình, cái người đó họ hơn mình là hơn chưa No, no, That's the wrong way to think. Mình phải là proud. Rồi find out, what are they doing? I want that too. Okay? Tiếng Anh có hai câu nhé. I'm going write it down right here. Um, và thực sự Lina không có, uh, không biết là uh, tiếng Việt nếu mà dịch ra nó, nó có, nhưng mà có envy và có jealous. Okay? There's envy and jealousy. Whoops, I forgot. Cũng giống như là người Việt mình có chữ là uh, Ganh gan và gan. Nhưng mà no, nó no, nó no, no, không có make sense nếu mà dịch qua tiếng Anh. Theo cái theo cái ý nghĩa như vậy. No, no, no. Envious là như vậy. Mình thấy ai có cái gì đó. Oh, I want that. Tiếng Anh kêu là envy, envious. Ok, mình thấy ai có cái gì mình mình muốn cái đó đó thì kêu là envious. Nhưng mà cái envy của tiếng Anh đó, nó không phải là bad meaning. Bởi vậy khi mà mình giải à, mình um, dịch qua tiếng Việt nó là ganh ganh tị. Thì khi mà mình nghe ganh tị mình nghe là nó xấu rồi phải không? It's bad. Nhưng mà envious, envy is actually not negative. À, mình thấy người ta có cái đó, mình muốn cũng, mình muốn cái đó luôn á. Nhưng mà jealousy là cái gì quý vị biết không? Cái jealousy khi mà mình không có nói về là vợ chồng hay bạn trai bạn gái, ok, ghen là khác. Cái cái jealousy á, là mình thấy người đó có cái đó, mình không muốn họ có cái đó. Khác đó nha. Mình thấy họ có, mình cũng muốn là khác Mình thấy họ có Mình ghét là họ có cái đó Mình không muốn người đó được cái đó Cái đó là khác nha Nên it's okay to be envious oh, Mình thấy ai, oh, ước gì mình được như vậy Right? It's okay. Thì mình xài cái envy đó Để mình, mình làm sao mình đạt được cái đó Try harder Work more Do something còn như mình thấy người đó có Nhưng mà mình mình không muốn họ được như vậy Cái đó là khác Cái đó rất là xấu Rất là hại luôn Và khi mà quý vị mà Mình feel cái đó đó Mà mình spend time để feel cái đó Thật sự nó rất là hao Trời ơi nó phí Nó phí thời gian Hao sức nữa Thật sự I don't know I, Cái này mình dịch Mình dịch thẳng luôn I don't know how Right tại sao phải như vậy? khi mà mình như vậy á, nó cái cái negative feeling đó nó thật sự nó nó phá trong người mình. That's how I feel. I'm a hold on to that feeling. Bởi vậy những người như vậy á, họ ít khi mà họ họ được thành công như vậy. That's why people who thấy người khác uh, giỏi, thấy người khác giàu có, thấy người khác được cái này. À mà mình thấy, gosh, I, I want to do that. Mình học hỏi, à, mình học hỏi khi đó mình làm được như vậy, right? Còn khi mà những người mà thấy người người nào khá khá, trời ơi, mình ghét gì sợ, mình không có muốn người đó được như vậy. That's all negative. That's all negative. Và ai trẻ tuổi chưa hiểu đâu nhưng càng ngày càng lớn tuổi Lina mới thấy là những cái suy nghĩ của mình, những cái feeling của mình đó, nó rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Uh -huh. So not only physical health, nhưng mà mental and emotional health too. Tại sao mắc mớ gì mà mình thấy người ta người ta giàu có, người ta được cái gì mà mình phải mà ghét mà nó có đau trong lòng luôn vậy? That's crazy. Lena mà thấy như vậy ha, huh? we like "Oh, wow, that's cool. How did they do that? What did they do? I I want to learn that." Còn những cái số người khác đó họ thấy như vậy họ ghét. Tưởng gì chứ. Khi mà bắt đầu có những cái 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 suy nghĩ như vậy á, uh. you'll never do anything. To me that's wasted energy. Wasted energy Right And I don't have time for that Bởi vậy khi mà Lina um, Tuyển người để làm chung đó Ok Đang build cái team Right away là có vài người là Out right away Mình nhìn thấy Những cái tính như vậy á, Ok Thường thường đó, People don't change I believe that People don't change những cái tính xấu như vậy Ngoài ra quý vị đang 4 năm tuổi Mình còn dạy được Còn cái tính xấu như vậy Khi mình mình đã lớn rồi đó People don't change Những người có cái tính như vậy They will always be that way Thì khi mà Lina tuyển người làm Ok Trong công việc Cái gì mà mình um, I don't know how to say it in Vietnamese Tiếng Anh là what you tolerate you invite. So cái gì mà mình nhớ mình mình cho nó đi, mình cho nó qua. Mấy cái gì mà mình 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 chấp nhận cũng không phải cái quá quá tệ luôn, dịch không nổi luôn. Ok. Nên khi thấy có vài cô có cái tánh hơi hơi vậy đó, chưa gì mà nói riêng là nói nói xấu về người này người kia chưa chưa ai biết ai hết trơn mà bắt đầu có những cái tính như vậy á bài đi liền luôn I don't have time for that I don't have time for that và những cái chịu đựng yes mình mà chịu đựng những cái 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 tính như vậy những cái cái mình chịu đựng cái gì là mình đang mình đang mời it's so it's so bad nói tiếng anh đi let's I did what you tolerate you invite mình chịu đựng Những cái gì đó là mình đang invite nó Mình đang làm okay? là Mời nó vào nhà đó Bởi vậy Lina mà thấy ai làm việc Ai mà có những cái tính như vậy Là cho đi liền I don't have time for it Cause that is a cancer Những người như vậy Chưa gì mà bắt đầu là Là mấy ganh Mình thấy là nói này nói kia Người ô oh. Oh wow, wow drama mệt lắm nha. Và khi mà mình mình cho những người như vậy vào cái team của mình, vào cái sở làm, cái chỗ làm, vào cái anything, vào cái circle bạn bè cũng vậy. Mình thấy ai như vậy mình mình thấy rõ là mình cho đi liền. I don't have time for that. Tại vì khi mà mình chịu mình okay mình biết rồi nhưng mình không nói gì Mình cứ để cho nó qua. No, it will always come back rồi nó sẽ lây. Nếu mà mình mà strong personality, nhóm Lina nè, ok? I have a very strong personality. Mình tìm hiểu nha, mình, mình tự tìm hiểu, mình không có nghe người ta nói. But I have a very strong personality. But not everyone is like that. Nhiều người á, họ không có tính xấu, Nhưng mà họ, there's something about them Họ rất là yếu họ Nhưng mà nói là họ nghe. That's why you don't let People who have negative energy Into your circle Mà nhất là khi làm việc. Okay, khi mà làm việc đó, Đã kêu là team Okay Then everyone's on the same team And so you have to act like it. Strong personality là tính cứng hả? Trời ơi. Okay, that's me. That's me. À, chấp nhận những người tiêu cực là tự mình gây đổ vỡ mọi thứ. À <laughs> uh. Nghĩa là chịu đựng được thì cứ tới hoài đó y chang luôn 100%. Nó như vậy đó. Nên cái tánh Lina rất là thẳng. Bây giờ nó vậy đó. nó, nó tính rất là thẳng luôn. Mình thấy cái gì mình không thích. Không phải là mình không thích. Nhưng mà mình thấy cái gì mà nó thật sự nó wrong á. Mình nói liền. Ok. Nên nó rất là dễ mất lòng. Người ta thì phải ngọt ngào, phải phải nói sao khéo leo, phải này kia nhưng mà i do, sometimes i don't have time for it. Ok? Mình thấy một người đối xử với người khác không đẹp, không đúng. Không có fair. Tức lắm mình phải nói à. Cái tánh như vậy á. So anyway, I don't know how I got on that subject. Nhưng mà um, khi mình nói về tài chính á, ok? Men, women, nhưng mà especially women, please take care of it. Mình đừng có đợi khi nào mà mình vào một cái trường hợp bắt buộc mình phải nhìn đến, bắt buộc mình phải lo về tài chính. Khi đó là hơi muộn. Okay, Lina đã từng nói chuyện với uh, những người bị chồng ly dị hoặc là chồng mất. Okay, they're crying, they don't know what to do. Bây giờ nhà băng có mấy account, họ cũng không biết luôn. Bây giờ cần tiền cũng không biết đường nào đi tại vì they don't have the password. Ông chồng lo hết. Okay. So, thật sự nếu mà mình muốn lo cho gia đình, okay, mình thương vợ, thương chồng, thương con, you have to get involved. And dĩ nhiên là quý vị không phải là chuyên môn về tài chính nên you don't know what to do. So, you need to find someone to help you. Nên quý vị cứ tiếp tục lo đi làm. Okay. You have to tiết kiệm, you have to save. I can't do that for you. Nhưng mà I can show you what to do with that man, money that you're saving. Để mình build nó up. Để sau này quý vị 65 tuổi, quý vị cứ còn ngồi làm làm nail không? No, you don't want to. You want to retire. So, let's help you retire. Let's help you rắn phải đóng thuế sau này. Tại vì bây giờ rất là nhiều người chưa biết đâu, chưa đau đâu đó. Sau này phải đóng thuế rất là nhiều luôn. Rồi khi đó quý vị sẽ nghĩ lại ôi biết vậy trước đây mình đừng có cứ tống vào đây họ. Now you know. Now you know, so please do something, okay? Rồi. Cổ nó hơi hơi đau rồi đó, nói hơi nhiều rồi đó. So I'm sorry. La hôm nay um, không có soạn bài, không có gì hết trơn. Nhưng mà it was fun to talk to you. If you need help, there's my email. Okay, let me see. There's my email. bất cứ cái gì nha quý vị. Okay. Um, there's some people with Medicaid questions. Some people with um, actually health insurance questions. I was able to help. Um. Mấy cái đó ở Việt Nam tôi thấy không thấy Dạ yeah, chắc không Dĩ nhiên chắc không rồi uh, Nhưng mà người oh, Nhưng mà người Việt Nam mua được nha Người Việt Nam mua những cái Không phải Lina là kêu mua Nhưng mà thật sự là mình đóng Mình đóng vào đó Một phần là bảo hiểm nhân thọ Nhưng mà cái phần kia là đầu tư Chỉ có một cái quý vị không cần là phải uh, sống tại Mỹ, không cần phải là công nhân Mỹ, nhưng ký giấy tờ phải ở Mỹ. So that's the hard thing. Ký giấy tờ thì phải ở Mỹ. Okay. Uh, nên khi mà quý vị nghĩ đến retirement nha, yeah, there's a lot to think about, quý vị ơi. Quý vị đừng cứ nghĩ cứ cứ nghĩ là uh, cái 401k và Social Security đủ rồi. No. It is not it is not loan it is not Và quý vị đừng có nghĩ là uh, mình save một đống tiền rồi mình đi mua cái nhà, mua cái nhà rồi sau này mình cho thuê, đó là cái cái tiền retirement của mình. No loan quý vị ơi. No. It can be part of it. If you have enough money, it can be part of it. Nhưng sau này quý vị cần tiền cash. Để mình sống và nếu mình bệnh Để mình trị bệnh Còn như nếu mà quý vị mua Một cái nhà cho người ta mướn Mà quý vị bệnh What are you gonna do? You gonna wait 45 days để bán cái nhà đó hả? Đuổi người ta đi bán cái nhà hả? Đợi 45 ngày or more Trước khi mình bắt đầu mình trị bệnh hả? No That's why Dina uh, nói chuyện với Rất là nhiều người Việt Rồi hỏi Bây giờ con cái của mình đang nhỏ nè, nó đang đi học nè. Trong nhà không ai có life insurance hết. Thì Lina mới đặt câu hỏi, thì nếu như vậy thì Nếu something happen Ba hoặc là má mất, ok? Nếu trong hai vợ chồng, hay cho hai vợ chồng đi chơi xe, bị tông xe, bị sao đó What's gonna happen to your kids? Không ai nghĩ đến cái, cái việc đó mình không muốn nghĩ là một việc nhưng mà mình nên và phải nghĩ đến những cái trường hợp đó mình lo trước ok vì có những người họ trả lời như vậy nè thì tôi pay off cái nhà rồi nó có cái nhà and I have to say ủa như vậy nó ăn cái nhà hả like, what are you talking about A lot of people pay off the house. Họ nghĩ cái đó the right thing to do. Unfortunately, it's not. Okay? Mình, mình vay tiền để mua nhà mình được tiền lời rất là thấp. Tại sao cái tiền mình đang thu về nha, cái thu nhập của mình. Tại sao mình mình đóng thêm extra để mình trả off làm gì vậy? Tại vì người Việt mình không có thích là nợ nần. Ừ. Nhưng mà we have to think about it. Đang trả tiền nhà, tiền lời thấp nè và cái số tiền đó nó đi xuống, mỗi tháng nó đi xuống. Và cái cái tiền lời mình trừ thuế nữa. Tại sao quý vị bỏ extra trả hết làm gì? Tại sao cái extra đó mình không bỏ vào một cái hợp đồng mình đang ăn tiền lời theo thị trường. Tiền nhà đang trả 3 chấm 3 chấm mấy tiền uh, mortgage, mortgage loan. 3 chấm mấy. Rồi cái tiền lời mình trả đó mình trừ thuế nữa tại sao cái tiền mà mình mình đang save bây giờ mình không bỏ trong một cái hợp đồng mình grow mình 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 cho nó ăn tiền lời kép không đóng thuế bên cạnh đó mình còn thêm tiền tử tiền bệnh oh my gosh quý vị biết sao nữa không mình lấy tiền từ này nè mình trả tiền nhà you can do that too so many things we can do retire trước 60 được không, Lina? Dạ, được chứ. Được. I retired at 49. <laughs> Lina làm việc bây giờ không phải là tại vì phải làm việc nha. Nhưng mà thích. Rất là thích luôn. Và khi mà mình giúp được ai đó, mình biết 10 năm sau người này sẽ retire, sẽ có số tiền này. I love it. Chưa ai là chỉ cho họ, chưa ai giúp họ. Mình giúp được rất là nhiều người luôn. So yeah, are you kidding? Of course. Time and money and the right vehicle. That's all you need. And if you don't have a lot of time, put in a little more money. Okay? Nếu mà cái 401k của quý vị bây giờ cao đó, oh, quý vị khoan mừng là khoan mừng tại sao? Bây giờ trong đó cho mình có 800 ngàn đi. Quý vị nghĩ 800 ngàn đó là tiền mình hả? No. chưa trả thuế ít nhất là ba chục phần trăm là phải đi rồi đó ít nhất á probably more sau này á mười năm sau hai chục năm sau thuế nó tăng quý vị phải trả cao à thì có thể bốn mươi mấy phần trăm bye. bye bye see that's what you have to worry about Social Security cũng vậy. Quý vị đừng cứ nghĩ là 2.000 một tháng Social Security là đủ. No, it's not đủ. Not only that, chưa tính thuế luôn. Nha. Yeah. Nhiều người chưa biết tính thuế và tại vì hồi trước giờ không có ai chỉ cho họ nên họ nghe người ta làm sao họ làm vậy tống vào 401k, hoãn thuế all the way mấy chục năm luôn. Big problem. None, please. Mo la go talk to somebody, someone who knows what they're doing. Hi, email me. Contact me. Okay? Mình, look, I always have this with me. <laughs> I always have a calculator with me. I can help you figure it out. Um sometimes frustrating. I don't want to think about it. Nhưng mà cái này nó ảnh hưởng đến tương lai của mình, tương lai con cháu của mình luôn. Nên mình phải ok, phải ngồi xuống nhìn lại con số. Okay. All right. Now, let's, uh, let's listen to some music, shall we? Feeding the Ducks. Here we go. This is how it sounds. Like, I, I like this new song here. Nice, huh? Mình calm down một chút. ai mà có những cái feeling mà ganh tị mình nghe cái nhạc này mình cho nó đi bớt rồi giống như cái cha hồi nãy cha mỹ hồi nãy where is he backup plan for worst case scenario 100% em 100% khi nào mình cũng phải lo okay worst case nhưng bây giờ đó, nhất là cộng đồng người Việt mình. Nào? Bây giờ best case scenario cũng không đủ tiền để sống lâu đâu. Quá tội luôn. That's why a lot of people are becoming homeless now. Quý vị tưởng tượng đi, thế người Việt mình à, sáu mươi mấy, bảy mươi mấy tuổi bây giờ homeless. It's awful. Okay. I hope you enjoyed the talk. If you need help, please email me. Oh, hold on one second. Hold on one second. Uh, stop the music. It's been so long; I forgot. Quý vị nếu mà ai chưa coi trên đài SBTN nhá, I have a new show. It's so difficult for me to let the show. Đó, Lina phải là nói tiếng Việt all the way. Và tự mình làm everything. từ cái slide, từ cái chủ đề, từ everything tự mình làm luôn. Nên uh, nên nó hơi khó. <laughs> Nhưng mà it's on SBTN. Ok, SBTN uh, thứ tư và thứ năm. <laughs> thứ tư là 10 giờ sáng và 5 giờ rưỡi chiều. Và thứ năm là 12 giờ rưỡi trưa. Đây là giờ cái ly hết đó. Là cũng nói về tài chánh nhưng mà Lina cố gắng nói bằng tiếng Việt hết, um, so I can help more people, đó, để Lina giúp được nhiều người hơn. <laughs> OK, rồi um, quý vị nhớ nha, nhớ coi ha, tại vì tại vì it's a it's a new show, so not a lot of people know about it yet. Quý vị nhớ, uh, would love your support, tell your friends. OK. Mm. Bây giờ nói chuyện về bún và vỏ tự nhiên bây giờ Thèm lắm. Ok good night everybody I love you And I'll see you next time